Xin chào các bạn. Đây là video ghi lại cảnh chiếc máy bay khổng lồ An-124 của Nga tiến vào bãi đỗ ở sân bay Tân Sơn Nhất. Chiếc máy bay này đã hạ cánh xuống Sài Gòn ngày hôm qua mùng 6 tháng 6. Và mình đã được bạn Nguyễn Đông gửi cho đoạn video này. Đây là một cơ hội hiếm có để chúng ta quan sát cận cảnh chiếc máy bay khổng lồ di sản từ thời Liên bang Xô Viết. Đây là xe Follow Mika đang dẫn đường cho chiếc An-124. Chiếc máy bay khổng lồ đang từ từ tiến vào bãi đỗ ở sân bay Tân Sơn Nhất. Chúng ta hãy cùng chờ đợi. Rất cảm ơn bạn Nguyễn Đông vì đoạn video vừa rồi. Hơi tiếc là chúng ta không được chứng kiến chiếc An-124 mở cửa vào hàng phía mũi. Còn đây là lúc chiếc An-124 mở cửa đuôi để xếp dỡ hàng ở sân bay Nội Bài. Chiếc máy bay này đã hạ cánh xuống Nội Bài trước đó 3 ngày vào ngày mùng 3 tháng 6. Sau đó nó bay đi Indo và đi Úc để trả hàng và lại quay về thành phố Hồ Chí Minh để bốc hàng. Mình sẽ tua nhanh đoạn xếp hàng ở sân bay Nội Bài. Còn đây là lúc chiếc An-124 cất cánh ở sân bay Nội Bài. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chào tạm biệt. Hẹn gặp lại.